Thật là tuyệt vời khi mình được Tử Vi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp mới nhất ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, những người làm chương trình, mình được Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, gặp dự hóa lành, gặp hung hóa cát, làm gì cũng hanh thông, thuận lợi, buôn may bán đắt, làm một được 10, vận may liên tục kéo tới, giàu sang viên mãn tới già. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi muốn gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, tiên tri báo trước cực chính xác, tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982, hợp vía thần tài, trúng lớn bất ngờ, trả sạch nợ nần, đúng 7 ngày tới tháng 6 âm lịch 2024, ẵm 100 tỷ gửi ngân hàng. Lời đầu tiên mặt cho những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin kính chúc quý khán giả luôn may mắn, mạnh khỏe và thành công trong cuộc sống, chúc quý khán giả tháng mới luôn gặp vạn sự lành, phú quý bình an. Quý khán giả thân mến, xem tử vi tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982, đúng 7 ngày tới tháng 6 âm lịch năm Giáp Thìn 2024 nhận thấy, vận trình của con giáp này hung cát đan xen, nếu bản mệnh nắm bắt được cơ hội thì giàu nứt đố đổ vách, sống an nhiên tự tại, tiền tiêu ba đời không hết. Nhưng sẽ thật đáng tiếc cho những ai bỏ lỡ thời vận của mình thì sẽ phải tiếp tục cuộc sống chạy vạy đó đây, nghèo khổ cả một đời, một kiếp. Vậy, vận trình tử vi 7 ngày tới tháng 6 âm lịch tiết lộ những gì về vận mệnh cuộc đời của con giáp tuổi Nhâm Tuất, làm sao để vượt qua mọi tai ương, đón thời giàu sang, hưng vượng, thì xin mời quý khán giả hãy cùng Minh Đường Tử Vi tìm hiểu chi tiết trong video ngay sau đây nhé. Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982 thân mến, người tuổi Nhâm Tuất thường được biết đến với sự thông minh, nhạy bén và lòng trắc ẩn. Họ biết cách xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với mọi người xung quanh và luôn nỗ lực để mang lại sự hài hòa trong cuộc sống. Điều này không chỉ giúp họ có một cuộc sống gia đình ấm áp, hạnh phúc, mà còn giúp họ xây dựng sự nghiệp vững chắc, ổn định. Tuy nhiên, cuộc đời không phải lúc nào cũng bằng phẳng và tràn đầy hoa hồng. Những người tuổi Nhâm Tuất cũng phải đối mặt với không ít thử thách và khó khăn. Nhưng chính trong những thời khắc gian nan ấy, họ mới phát huy hết được sự kiên cường, bền bỉ và trí tuệ của mình. Đó là lý do vì sao người tuổi Nhâm Tuất dù phải trải qua bao thăng trầm, cuối cùng vẫn đạt được những thành công rực rỡ, tiền tài đầy ắp và hậu vận cực kỳ giàu sang. Hãy cùng Minh Đường Tử Vi bước vào thế giới tử vi đầy huyền bí để nghe rõ mệnh trời, hiểu rõ những gì đang chờ đón người tuổi Nhâm Tuất 7 ngày tới tháng 6 âm lịch này. Với những lời khuyên từ tử vi, bản mệnh sẽ biết cách tận dụng mọi cơ hội, tránh xa vận hạn và sống một cuộc đời trọn vẹn, hạnh phúc. Bởi lẽ hiểu rõ mệnh trời không chỉ giúp bạn vững vàng trước mọi biến động, mà còn giúp bạn tự tin bước đi trên con đường của chính mình, đạt được những điều mà bạn hằng mong ước. Trước tiên, ta hãy cùng điểm nhanh qua tính cách người tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982 có điểm gì nổi bật ngay sau đây. Người tuổi Nhâm Tuất nói chung là người chính trực, thành thật, thẳng thắn, giàu lòng chính nghĩa, họ là người trượng nghĩa, làm việc công bằng, ngay thẳng, chân thành, rất thích bênh vực kẻ yếu, tự nguyện nghe người khác tâm sự, sẵn sàng chia sẻ nỗi buồn với họ. Vì thế, Nhâm Tuất biết cách sống hòa bình với mọi người. Nếu là Nhâm Tuất có tính thẳng thắn, bạn có thể có cảm nhận như thế này. Khi gặp chuyện phiền phức, bạn tìm sự giúp đỡ bằng cách đến gõ cửa hoặc điện thoại cầu cứu họ. Lúc đầu có thể họ do dự hoặc từ chối. Tuy nhiên, một khi họ biết được sự thực là bạn rất cần sự giúp đỡ, thì họ liền hết sức giúp đỡ không một chút do dự. Có lúc Nhâm Tuất còn bảo vệ lợi ích của người khác và coi đó là việc quan trọng hơn là bảo vệ lợi ích bản thân, Nhâm Tuất sẽ hết mình với những ai tốt với họ. Khi đứng trước sự bất công, họ không thể bỏ qua được mà sẽ nổi cáu, tức giận, nhưng khi sự nóng giận qua đi thì họ bình tĩnh ngay. Cần chú ý là họ không nổi cáu với sự đố kỵ hay hoài nghi, mà chỉ tức giận với sai lầm. Hơn nữa, họ không để bụng khi sự việc đã qua. Nhâm Tuất có lòng nhân ái, có trách nhiệm, tận lực làm việc nên có được lòng tin của mọi người, làm việc không bỏ dở,
đó chính là sở trường của Nhâm Tuất. Một điều may mắn nữa là sự nghiệp mà Nhâm Tuất theo đuổi kiên trì thường rất giá trị và cao quý. Trong sự nghiệp của mình, họ rất chăm chỉ và kiên trì. Đương nhiên đó là việc chính nghĩa, vì vậy họ luôn đạt được thành tích tốt trong công việc. Những đặc trưng trên của Nhâm Tuất cho ta biết rằng họ không phải là người theo chủ nghĩa vật chất, cũng không phải là người chỉ biết giữ khư khư cái cũ. Lời nói, hành động của họ vừa giản dị lại vừa khôn ngoan, nhanh nhẹn. Bề ngoài giản dị, thật thà, nhưng ẩn chứa bên trong sự thông minh, nhạy bén. Họ thường chiêm nghiệm cuộc đời và quan sát người khác. Nhưng đối với những việc cụ thể hay khi tranh cãi, đừng hy vọng họ đứng ra gánh vác giúp đỡ, vì thiên tính của họ là ẩn tránh. Họ chỉ muốn bảo vệ bản thân không bị người khác xâm phạm. Người khác giao tiếp với họ phải bỏ ra rất nhiều công sức thì mới giành được sự tín nhiệm của họ. Người tuổi Tuất vốn lanh lợi, hiểu bằng trực giác rất mạnh. Sở trường của họ là có thể dựa vào lý trí để biết được tính cách đối phương. Ngay lần gặp đầu tiên, cảm giác trực tiếp, nhạy bén này đã phân biệt được sự đúng sai, phải trái một cách cơ bản, chính xác. Tuy nhiên, cũng không nên quá tin vào trực giác này, nó có thể khiến bạn mất đi cơ hội tiếp xúc với những người tài giỏi. Muốn nhận thức chính xác về một Nhâm Tuất, bạn chỉ cần quan sát họ khi đang tranh luận. Một khi biết được người khác động chạm đến danh dự và phá hoại lợi ích của mình, họ sẽ anh dũng đấu tranh đến cùng, không khuất phục, không một sức mạnh nào có thể ngăn cản họ. Đương nhiên, khi xảy ra sự việc nghiêm trọng như có người nào đó làm hại đến gia đình họ, thì họ sẽ nổi giận, thực sự họ sẽ đọ sức với đối phương bằng lời lẽ đanh thép, giàu tính logic để chiến thắng đối phương. Khi tranh cãi với người khác, họ luôn dựa trên sự công bằng, không dùng những trò tiểu nhân để giành chiến thắng. Họ có thể đảm nhận được mọi công việc trong quân đội, có thể trở thành nhà quản lý ngành vận tải, bác sĩ, chánh án, luật sư hay giáo sư ưu tú. Hơn thế, họ còn thích hợp với những công việc yêu cầu tính kiên nhẫn cao như nhân viên công vụ, nhân viên lắp đặt máy tính. Họ thường giấu kín hoài bão trong lòng, trung thành với người giao công việc cho họ. Chỉ cần những việc đó nằm trong phạm vi trách nhiệm của họ, thì họ sẽ vui vẻ giúp đỡ. Điểm yếu của nam giới tuổi Nhâm Tuất là ít nhẫn nại. Về phương diện tình cảm, khi rơi vào mối tình nồng cháy, họ chỉ là lặng lẽ yêu và dành mọi sự quan tâm chăm sóc cho người yêu. Nam giới Nhâm Tuất đặc biệt không dễ tin người. Tuy nhiên, một khi đã có lòng tin thì sẽ đối xử rất chân thành. Với sự tín nhiệm này, tuổi Nhâm Tuất dễ dàng chinh phục được đối phương nhờ sự chân thành, thân thiện, tốt bụng của mình. Họ sẵn sàng cho đi mà không cần nhận lại, có thể hy sinh mọi thứ để người mình yêu được hạnh phúc. Dù vẻ bề ngoài khá lạnh lùng, nhưng họ lại là những người có trái tim ấm áp và chung thủy. Nhâm Tuất cố gắng làm việc và cống hiến hết mình để đem lại lợi ích cho cộng đồng và tập thể. Tinh thần làm việc của họ rất cao đẹp, không màng vật chất, gia tài, địa vị, phong cách sống thanh cao ấy không phải ai cũng có. Bởi vậy, tuổi Tuất được rất nhiều người yêu quý, ngưỡng mộ. Cuộc sống của họ thực tế không phải chỉ toàn là màu hồng, họ phải trải qua nhiều khó khăn, thử thách, thậm chí là nguy hiểm. Tuổi Nhâm Tuất cả đời lương thiện, luôn nghĩ đến lợi ích của người khác, vì thế họ gặp được nhiều may mắn, cả về công danh, sự nghiệp lẫn sức khỏe. Nữ mệnh tuổi Nhâm Tuất là những người nhanh nhẹn, hoạt bát và năng động, họ thích tham gia những hoạt động tập thể, trở thành những tình nguyện viên, giúp đỡ những người gặp khó khăn. Cô nàng này rất coi trọng vẻ bề ngoài. Bạn sẽ không bao giờ thấy họ ra khỏi nhà trong bộ dạng luộm thuộm, xấu xí. Họ là những người giỏi giao tiếp, vì vậy phụ nữ tuổi Tuất có nhiều bạn bè yêu quý và tin tưởng. Nam mệnh tuổi Nhâm Tuất nổi tiếng thông minh, sắc sảo, có khả năng xử lý những tình huống khẩn cấp bất ngờ. Họ phân biệt được rõ đúng sai, biết điều gì nên làm và điều gì không nên làm. Những ước mơ và hoài bão luôn tồn tại trong con người của họ như một ngọn lửa âm ỉ. Chỉ cần tìm thấy cơ hội thuận lợi, ngọn lửa ấy sẽ bùng cháy mãnh liệt. Sau đây sẽ là tổng quan vận trình tử vi của tuổi Nhâm Tuất 1982, đúng 7 ngày tới tháng 6 âm lịch 2024. Tử vi 7 ngày tới tháng 6 âm lịch của 12 con giáp nhận thấy, đây là thời điểm vàng cho người tuổi Nhâm Tuất để tận dụng cơ hội và đạt được những bước tiến lớn trong cuộc sống. Các sao tốt trong cung mệnh đem lại vận may giúp bạn thăng hoa trên mọi phương diện. Dưới sự bảo trợ của những yếu tố phong thủy thuận lợi, bạn sẽ cảm thấy tự tin hơn, tràn đầy năng lượng và quyết tâm đạt được mục tiêu. Sự nghiệp, tài lộc, tình cảm và sức khỏe đều có dấu hiệu khởi sắc. Đây là thời điểm để bạn bứt phá, tạo nên những thành tựu đáng tự hào. Tuy nhiên, cần duy trì sự kiên nhẫn và thận trọng trong mọi quyết định để đảm bảo sự phát triển bền vững và lâu dài. Sau đây là luận giải vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện chính cuộc sống của con giáp tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982, đúng 7 ngày tới tháng 6 âm lịch 2024. Xét về phương diện công danh,
Sự nghiệp của tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982, đúng 7 ngày tới tháng 6 âm lịch. Thời điểm 7 ngày tới tháng 6 âm lịch đánh dấu sự thăng tiến đáng kể trong sự nghiệp của người tuổi Nhâm Tuất. Những nỗ lực và cống hiến của bạn trong thời gian qua sẽ được ghi nhận và đền đáp xứng đáng. Bạn sẽ có cơ hội được giao phó những nhiệm vụ quan trọng, chứng tỏ năng lực và vị thế của mình. Những dự án mới và công việc hiện tại đều diễn ra suôn sẻ, mang lại nhiều thành công ngoài mong đợi. Đồng nghiệp và cấp trên đánh giá cao sự chuyên nghiệp và tinh thần trách nhiệm của bạn. Đây cũng là thời điểm để bạn mở rộng mạng lưới quan hệ, tìm kiếm những đối tác chiến lược và hợp tác lâu dài. Sự kiên nhẫn và quyết tâm sẽ giúp bạn vượt qua mọi thử thách. Hãy tận dụng mọi cơ hội để học hỏi và phát triển kỹ năng chuyên môn, đồng thời không ngừng cải thiện bản thân để tiến xa hơn trên con đường sự nghiệp. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982, đúng 7 ngày tới tháng 6 âm lịch. Thời điểm 7 ngày tới tháng 6 âm lịch hứa hẹn mang lại nhiều cơ hội tài chính cho người tuổi Nhâm Tuất, các nguồn thu nhập từ công việc chính và các dự án phụ đều dồi dào. Đây là thời điểm lý tưởng để bạn xem xét và đầu tư vào những lĩnh vực tiềm năng, hứa hẹn mang lại lợi nhuận cao. Bạn cần có kế hoạch tài chính cụ thể, quản lý chi tiêu một cách hợp lý để đảm bảo sự ổn định và phát triển lâu dài. Đừng quên dành một phần thu nhập để tiết kiệm và đầu tư vào những lĩnh vực an toàn, đảm bảo sự bền vững cho tài chính cá nhân. Thời điểm này, cơ hội đầu tư mở ra mang lại nhiều tiềm năng sinh lời. Tuy nhiên, hãy thận trọng và tìm hiểu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định đầu tư. Sự khôn ngoan và cẩn trọng sẽ giúp bạn tránh được những rủi ro không đáng có và đảm bảo sự thành công trong lĩnh vực tài chính. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982, đúng 7 ngày tới tháng 6 âm lịch. Sức khỏe của người tuổi Nhâm Tuất trong thời điểm này nhìn chung là tốt, tuy nhiên, bạn cần chú ý đến chế độ ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý để duy trì thể trạng tốt nhất. Hãy tránh căng thẳng và tạo cho mình thời gian thư giãn để tinh thần luôn thoải mái. Chế độ dinh dưỡng đầy đủ và cân bằng sẽ giúp bạn có đủ năng lượng để đối mặt với những thử thách trong công việc và cuộc sống. Đừng quên tập thể dục đều đặn để duy trì sức khỏe và tăng cường sức đề kháng. Hãy dành thời gian kiểm tra sức khỏe định kỳ để phát hiện và xử lý kịp thời những vấn đề sức khỏe nếu có. Sự quan tâm đến sức khỏe sẽ giúp bạn luôn tràn đầy năng lượng và đạt được hiệu quả cao trong công việc và cuộc sống hàng ngày. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo của tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982, đúng 7 ngày tới tháng 6 âm lịch. Đây sẽ là thời điểm tốt để củng cố và phát triển mối quan hệ gia đình. Sự quan tâm, chia sẻ và hiểu biết giữa các thành viên trong gia đình sẽ giúp bạn cảm thấy hạnh phúc và bình yên. Đây cũng là thời điểm tốt để bạn giải quyết những mâu thuẫn còn tồn đọng và xây dựng lại tình cảm với những người xung quanh. Dành thời gian cho gia đình và tổ chức những buổi gặp gỡ, tụ họp sẽ tăng cường tình cảm và gắn kết giữa các thành viên. Sự chân thành và lắng nghe sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về tâm tư, nguyện vọng của mọi người và tạo ra một không khí gia đình ấm áp, hạnh phúc. Hãy tận dụng thời gian này để chăm sóc và dành sự quan tâm đặc biệt cho những người thân yêu. Sự ủng hộ và động viên từ gia đình sẽ là nguồn động lực lớn giúp bạn vượt qua mọi khó khăn và đạt được những thành công trong cuộc sống. Cẩm nang vượng vận dành cho tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982, đúng 7 ngày tới tháng 6 âm lịch 2024. Khẩu quyết, thời điểm này, các kế hoạch làm giàu kiếm tiền của bản mệnh có nhiều biến động, lên xuống thất thường, vì vậy, bản mệnh cần phải chú ý. Quý nhân của bản mệnh là tuổi Hợi và tuổi Tỵ. Tiểu nhân là tuổi Dậu và tuổi Dần. Màu sắc may mắn là màu xanh lục và màu xám. Tiếp theo sau đây là vận trình tử vi chi tiết 2 tuần cuối tháng 6 âm lịch 2024 của người tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982. Tử vi tuần mới, từ ngày 16 đến ngày 23 tháng 6 âm lịch của tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982. Tuần này có thể xuất hiện một số thách thức, nhưng đây cũng là cơ hội để bạn thể hiện sự kiên nhẫn và khả năng giải quyết vấn đề của mình. Đừng ngần ngại đối mặt với khó khăn, bởi chính những thử thách này sẽ giúp bạn trưởng thành và khẳng định bản thân. Hãy tận dụng mọi cơ hội để học hỏi và phát triển kỹ năng chuyên môn. Bạn cần quản lý tài chính một cách thông minh, tránh chi tiêu không cần thiết và tập trung vào những khoản đầu tư có tiềm năng sinh lời cao. Sự cẩn trọng trong việc quản lý tài chính sẽ giúp bạn tránh được những rủi ro không đáng có và duy trì sự ổn định trong dài hạn. Phương diện tình cảm, bạn cần giải quyết mọi mâu thuẫn còn tồn đọng và tạo sự gắn kết với những người thân yêu. Sự chân thành và lắng nghe sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về tâm tư, nguyện vọng của mọi người và tạo ra một không khí gia đình ấm áp. Trong tuần sức khỏe của bản mệnh ổn định, hãy tiếp tục duy trì các thói quen lành mạnh như ăn uống đầy đủ, tập thể dục đều đặn và giữ tinh thần thoải mái, tránh làm việc quá sức và hãy dành thời gian thư giãn để giảm căng thẳng.
Tử vi tuần cuối tháng, từ ngày 24 đến hết tháng 6 âm lịch của tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982. Tử vi tuần mới của tuổi Nhâm Tuất cho thấy sự ổn định trong công việc được duy trì. Hãy tận dụng thời gian này để lên kế hoạch cho những dự án tương lai và xác định rõ ràng các mục tiêu dài hạn. Sự kiên định và quyết tâm của bạn sẽ là yếu tố quan trọng giúp bạn đạt được những thành công bền vững trong sự nghiệp. Cuối tháng, bạn có thể thu được những khoản lợi nhuận đáng kể từ các khoản đầu tư trước đó. Đây là thời điểm để bạn tổng kết lại những thành quả đã đạt được và tiếp tục lên kế hoạch cho các dự án tài chính trong tương lai. Sự thận trọng và quyết đoán sẽ giúp bạn đạt được những thành công lớn trong lĩnh vực tài chính. Tình cảm gia đình tiếp tục được duy trì ở mức độ cao, mang lại sự bình yên và hạnh phúc. Hãy tiếp tục duy trì sự quan tâm và chia sẻ để xây dựng một gia đình vững mạnh và hạnh phúc. Hãy duy trì lối sống lành mạnh và tránh những căng thẳng không cần thiết. Hãy tham gia vào các hoạt động giải trí và thể thao để giữ gìn sức khỏe. Đừng quên kiểm tra sức khỏe định kỳ và chăm sóc bản thân một cách toàn diện. Quý khán giả thân mến, các vật phẩm phong thủy không chỉ là những món đồ trang trí mà còn mang trong mình những ý nghĩa tinh thần sâu sắc. Chúng được lựa chọn dựa trên nguyên tắc của ngũ hành và sự tương tác của năng lượng trong tự nhiên để tạo ra sự cân bằng và hỗ trợ cho cuộc sống của chúng ta. Mặt khác, vật phẩm phong thủy là những món đồ tinh thần mang lại sự hỗ trợ và động viên trong mọi khía cạnh của cuộc sống, là biểu tượng của niềm tin, hy vọng, luôn đồng hành cùng chúng ta trên hành trình phát triển và thành công. Dưới đây là gợi ý các vật phẩm phong thủy từ Minh Đường Tử Vi mà bản mệnh tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982 có thể cân nhắc để mang về bình an và giải trừ vận hạn cho bản mệnh, cụ thể như sau. Tượng Phật Di Lặc. Tượng Phật Di Lặc với nụ cười rạng rỡ giúp giải tỏa những mệt mỏi, căng thẳng. Đặt tượng trên bàn làm việc có thể tạo ra một không gian lạc quan và tích cực, từ đó thúc đẩy tinh thần làm việc và tạo ra môi trường thuận lợi cho công việc. Tượng cũng là biểu tượng của sự sung túc và phú quý, mang lại hy vọng cho sự thành công trong công việc và cuộc sống. Tuy nhiên, tác dụng của biểu tượng Phật Di Lặc không chỉ dừng lại ở việc giải tỏa căng thẳng, đồng thời tạo ra cơ hội cho sự thấu hiểu và hòa giải trong mối quan hệ, cả trong công việc và cuộc sống ngày thường. Thiềm Thử. Thiềm Thử tượng cóc ba chân còn được gọi là cóc ngậm tiền, từ lâu đã trở thành linh vật đặc biệt trong văn hóa phong thủy, mang theo mình sự trấn bảo và mang lại nhiều điều phổ biến. Bên cạnh đó, nó còn có khả năng hóa giải những điều không may mắn và tạo ra sự cân bằng trong môi trường xung quanh. Đặt tượng này trong không gian làm việc hay cuộc sống, người mang mệnh đại hải thủy có thể thu hút vượng khí, tạo cơ hội cho sự thịnh vượng và chiêu tài. Với tượng cóc ba chân, người tuổi Nhâm Tuất có thể tận dụng sức mạnh của linh vật này để tạo ra một môi trường tích cực, thuận lợi cho công việc và cuộc sống. Tượng Thiềm Thử không chỉ mang lại vận may mà còn hỗ trợ họ xua tan những điều không tốt, tạo điều kiện để họ tiến xa hơn trên con đường thành công và hạnh phúc. Tỳ Hưu. Tượng Tỳ Hưu linh vật chỉ ăn tiền vàng trang sức, đã từ lâu trở thành biểu tượng của sự chiêu tài và cầu lộc đối với người tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982. Tượng Tỳ Hưu không chỉ đại diện cho khả năng thu hút tài lộc mà còn có sức mạnh ẩn giấu để hóa giải những thách thức và khó khăn. Đặt tượng trên bàn làm việc, người mang mệnh đại hải thủy có thể hướng tâm trí mình vào những điều tích cực và thuận lợi. Điều đặc biệt về Tỳ Hưu là không có hậu môn để thải ra. Điều này mang ý nghĩa rằng, biểu tượng Tỳ Hưu không chỉ thu hút tài lộc vào trong, mà vẫn giữ chặt và bảo vệ chúng khỏi bị mất mát. Với mệnh đại hải thủy, điều này thể hiện khả năng tạo ra và kích thích tài sản một cách thông minh và bền vững. Quả cầu phong thủy. Quả cầu phong thủy được chế tác từ đá thạch anh, những viên đá với niên đại hàng triệu năm, mang trong mình nguồn năng lượng quý hiếm, mang trong mình nguồn năng lượng tích cực rất lớn. Với người tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982, tượng cầu đá phong thủy không chỉ là vật phẩm trang trí mà còn là nguồn năng lượng giúp cân bằng và kích hoạt tinh thần. Hình dạng tròn của quả cầu giúp lưu thông nguyên khí, hỗ trợ sự phát triển trong công việc và cuộc sống. Năng lượng dương khí từ đá thạch anh có thể thu hút tài lộc và may mắn, cùng với sự bình an và ổn định. Lựa chọn vật phẩm phong thủy phù hợp với tuổi và mệnh của mình, tăng cường hiệu quả năng lượng từ đá. Quả cầu phong thủy có thể giúp người tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982 tập trung tư duy sáng tạo, làm việc hiệu quả hơn, thu hút nhiều cơ hội thịnh vượng hơn trong cuộc sống. Hồ lô phong thủy. Lô phong thủy là một sản phẩm mang ý nghĩa quan trọng trong phong thủy và tâm linh, có thể có tác dụng tích cực cho người mang mệnh thủy và tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982. Hồ lô có thể giúp hóa giải tài khí, loại bỏ những năng lượng tiêu cực trong môi trường và mang lại không gian yên bình, thanh tịnh. Hồ lô thường còn được xem là biểu tượng của may mắn, thịnh vượng và tài lộc. Với mệnh thủy của người tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982, hồ lô có thể giúp thu hút cơ hội tài chính và tạo ra sự thịnh vượng trong cuộc sống. Ngoài ra,
Hồ lô có thể mang lại cảm giác bình an và bảo vệ cho người sử dụng, đặc biệt với sự ổn định của yếu tố thủy trong mệnh. Hồ lô có thể tạo nên một tâm trạng yên bình và tự tin. Tượng ngựa. Ngựa được biết đến là con vật trung thành với bản tính dẻo dai, bền bỉ và khỏe mạnh, nên nó được xem là biểu tượng của sự may mắn, tài lộc. Tượng được chế tác rất tỉ mỉ, tinh tế, với nhiều chất liệu như đồng, đá tự nhiên. Tượng ngựa phong thủy không chỉ là một vật trang trí, mà còn mang trong mình những ý nghĩa quan trọng về lãnh đạo và thành công. Việc đặt biểu tượng trên bàn làm việc có thể tạo ra một môi trường làm việc tích cực và thúc đẩy sự phát triển tài chính và năng lực của chủ sở hữu. Quý khán giả thân mến, làm tốt đến đâu cũng sẽ có người không hài lòng với bạn, vậy sao không đi con đường của mình, mặc kệ người khác nói. Làm người thì không cần phải so đo từng ly từng tí, bạn cũng không nên quan tâm quá nhiều đến lỗi lầm của người khác, bởi nếu làm như thế thì bạn sẽ bị ràng buộc bởi sự ghen ghét, đố kỵ. Những con đường của cuộc sống là khác nhau và mọi người đều có quỹ đạo của riêng mình, không ai có cuộc đời sống cho ai. Nên bạn hãy ngừng bận tâm người khác nghĩ gì về mình, xem nhẹ mọi thứ, buông bỏ mọi thứ, bỏ qua lỗi lầm của người khác. Tha thứ cho người khác chính là đối xử tử tế với chính mình, giải thoát tâm hồn và sống một ngày hạnh phúc. Nếu bạn ước phần đời còn lại của mình được vui vẻ, hạnh phúc và vô tư, thì nên từ bi hỷ xả, hoan hỷ với mọi lỗi lầm của người khác. Nghiệp của ai người đó gánh, họ nói xấu bạn thì họ lãnh hậu quả. Bạn cứ sống tử tế là được, đừng sân si, oán hận. Lời Phật dạy về tha thứ nói rằng, trong cuộc sống, khi mọi việc không như ý muốn, đừng bất mãn và oán giận, cũng không cần phải đắn đo. Bạn phải đối mặt với cả tốt và xấu. Sống mà yên bình quá thì rất tẻ nhạt. Bạn có biết tại sao bạn tha thứ được không? Là vì bạn dần trở nên mạnh mẽ hơn. Mạnh mẽ đến mức có thể tự chữa lành những tổn thương mà bạn đã phải gánh chịu. Bạn mạnh mẽ đến mức có thể buông bỏ những người đã làm tổn thương mình. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là phần luận đoán tử vi chi tiết 7 ngày tới tháng 6 âm lịch 2024 của tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982. Chương trình xin được tạm dừng tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình tiếp theo.